anh em Bắc Cạn và các nghệ sĩ nghệ nhân là vừa sáo vừa đàn vừa tiếng hát, cái nào cũng làm được. Đây là anh Lý Chiến đang thổi về cái bản sáo mông. Cái này anh để đây thì anh để cho tên tặng lại. Rồi à, chú làm một bản đi. Bản đấy, đấy, đấy. Yeah.
Nguyện
Bạn nghĩ